Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật xin kính chào toàn thể các bác yêu âm thanh ca hát trên mọi miền đất nước. Hôm nay em Thắng lại phối ghép một bộ cấu hình để giới thiệu với các bác và phục vụ các bác nghe nhạc trong gia đình. Hôm nay bộ cấu hình hôm nay em ghép gồm một đôi loa Lai Lưu của Mỹ, đôi loa có model là 4318 Control Monitor dòng loa kiểm âm các bác nhé, và một bộ CD đến từ hãng Akunfei. Và sau đây em đi vào chi tiết để xin giới thiệu với các bác bộ Akunfei đến từ Nhật này thì cũng hàng Lai Lưu của Nhật, hàng đấu mạng các bác nhé. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân buôn đồng quê. Và xin giới thiệu với các bác một đôi loa đến từ Mỹ, đôi loa dòng loa kiểm âm có model nhà 4318 Control Monitor sản xuất tại Mỹ luôn. Thì đôi loa 4318 này thì có sở hữu mỗi một thân thùng nhà một con bass 30 cm, màng giấy gân vải và một con chung 12 và một con test đô và hai vi tinh chỉnh ở phía đằng trước dài mít và dài tép và hai lỗ thông hơi. Thì đôi loa này xin giới thiệu với các bác em về với cái tình trạng còn mới đến 99% từ tuyến loa cho đến tuyến thùng, còn nhít mới chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Và sau đây thì em cũng báo giá luôn đôi loa. Hôm nay em vào chi tiết để em báo giá luôn cho các bác đôi loa dòng loa kiểm âm 4318 Control Monitor sản xuất tại California USA đây các bác nhé. Thì đôi loa này cửa hàng em Thắng đang bán cái giá nhà 33.500.000, bao zin tuyệt đối cho các bác và tuyến loa chỉ còn mới đến 99%, chỉ thiếu thùng xốp thôi các bác nhé. Và sau nữa đến bộ CD Akunfei đến từ hãng Akunfei, bộ CD này thì hàng Lai Lưu của Nhật, thì em về thì vẫn còn nguyên cả sổ sách hướng dẫn này, khiển zin này và vẫn còn nguyên cả thùng xốp này, có model nhà 80-81. Một bộ CD, con trên là con đầu CD, con dưới là con giải mã. Đấy, một bộ combo nhé các bác nhé. Và em đương phối ghép với một con âm ly cũng đến từ hãng Akunfei, con này con 301 âm ly Akunfei này, E301 này các bác này. Con này thì con âm ly này thì cũng đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác, như có hai cầu loa, cầu A và cầu B, và A cộng B các bác đánh được cả BY. Đây là bát tép này, volume to nhỏ. Còn đây là các chức năng để các bác như nghe thêm bát này, thêm tép, lau ớt này. Còn đây các cái đường ngõ vào để các bác chơi. Còn đây là đường 35, mặt nhôm phay nguyên khối, màu gold nhất đẹp, vỏ gỗ zin các bác nhé. Sau nữa đến bộ CD Akunfei, con này thì hàng Lai Lưu của Nhật, cái bộ này thì hàng Lai Lưu của Nhật, còn khiển zin, tất cả tab ta lô quyển hướng dẫn đầy đủ và thùng xốp cũng còn. Có model là DB80 và DC81. Tất cả nhà đều hàng đấu mạng từ Nhật về. Xin giới thiệu với các bác như thế. Như đôi loa JBL 4318 Control Monitor này thì các bác ở đằng sau này chỉ có hai cầu loa, các bác tháo cầu loa ra các bác đánh giải mid và giải bass, đánh BY luôn đấy ạ. Thì em cũng giới thiệu qua cho các bác thì đôi loa này về thì với cái tình trạng là còn mới đến 99%, và sau nữa thì đến cái bộ CD Akunfei này, con này thì DB80 và DC81 thì
rất nhiều chức năng để các bác chơi. Như đều nhà chạy điện 100V trở kháng từ 50Hz đến 60Hz và con đầu phải có công suất là 15W. Và con giải mã DC81 này có công suất là 25W. Mở chất âm cái bộ này thì ra cực kỳ là chi tiết và ngọt ngào, với cái tầm tiền thì cực kỳ là hay các bác nhé. Và sau nữa đến con âm ly Akumfei, con âm ly Akumfei E301 này thì có công suất là chạy điện 100V và có công suất là 198W, là trở kháng thì cũng từ 50Hz đến 60Hz. Em cũng xin giới thiệu qua để các bác được lắm bắt được. Con này thì làm được cả dề, làm được cả dề luôn các bác nhé, bao dề. con giải mã của bộ Akumfei 80-81 này thì đây có đường input này, đường input của ba lăng này, có cả đường ba lăng này các bác nhé, đầy đủ. Và có cổng quang optical giải mã từ con đầu CD xuống con giải mã con 81, trong giải mã xuống con âm ly, chất âm ra cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết. Xin giới thiệu qua để các bác nắm bắt được. Chiếc loa bên phải thì em cũng báo giá luôn cho các bác cái bộ CD Akumfei này, thì các bác nào muốn siêu tầm thì vẫn còn nguyên cả thùng xốp, tất cả phụ kiện đi kèm còn nguyên đầy đủ. Đây thùng xốp em để bên dưới đây, thì các bác nào muốn siêu tầm thì cửa hàng em Thắng đương bán cái giá là 48 triệu bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác 100%, nhà đồ lai lưu của Nhật. Và sau nữa đến con âm ly Akumfei E301 thì cửa hàng em Thắng đương bán cái giá là, con này thì từ hàng bãi về thì em Thắng đương bán cái giá là 24 triệu. Các bác em có địa chỉ ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại nhà 0904393488. Các bác nào ở gần địa chỉ nhà em thì cứ đến trực tiếp mấy cửa hàng em xem và em test cho các bác nghe, em sẽ giờ nội thất và ngoại thất cho các bác xem. Các bác nào ở xa thì cũng như thường lệ, hàng em Thắng thì có bảo hành và có bảo đảm nhà, có sao em nói vậy. Thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết hình ảnh, em gửi video và hình ảnh cho các bác. Và các bác xem được những cái video của em Thắng thì nhớ nhấn ủng hộ cho em Thắng một lúc đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em Thắng có những món đồ mới về, như món đồ nghe nhạc gia đình, món đồ karaoke gia đình thì em lại quay lên và xin giới thiệu các bác và để phục vụ các bác đến tận nhà. Và sau đây em cũng xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo của lần sau.